Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, các nhà lãnh đạo NATO tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được tổ chức tại thủ đô Washington, Mỹ đã tuyên bố những nỗ lực của họ nhằm tăng cường năng lực cho Kiev đang phát huy hiệu quả, và điều này có thể sẽ khiến Nga khó đạt được mục đích kiểm soát đáng kể về lãnh thổ ở Ukraine trong những tháng tới. Mặt trận Nga và Ukraine đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt khi phương Tây đang tăng cường hơn nữa đạn pháo cho phòng tuyến của Kiev. Các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến sẽ cam kết một khoản hỗ trợ mới cho Ukraine, thông báo về các kế hoạch cho liên minh để điều phối việc cung cấp vũ khí và củng cố cam kết với Ukraine rằng nước này sẽ trở thành thành viên đầy đủ của NATO. Trong khi các quan chức Ukraine khẳng định họ đang chiến đấu để giành lại lãnh thổ, thì ngày càng nhiều quan chức Mỹ tin rằng cuộc xung đột này chủ yếu tập trung vào tương lai của Ukraine ở NATO và EU. Chúng ta sẽ cùng đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai về quốc phòng, về Ukraine, về quan hệ đối tác ở châu Á-Thái Bình Dương. Những gì chúng ta đã chứng kiến trong thời gian gần đây càng cho thấy chúng ta cần tăng cường hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho đất nước này. Giữa bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bước sang năm thứ ba, ngày càng xuất hiện nhiều những mối lo ngại thực tế về khả năng của nước này trong việc duy trì hoạt động của các cơ sở hạ tầng, trong đó có lưới điện trước các cuộc tấn công tầm xa của Nga. Ông Eric Siaramela, chuyên gia về Ukraine tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định, rõ ràng, trong 18 tháng qua, cả Nga và Ukraine đều không có năng lực thay đổi đáng kể tiền tuyến. Ông Eric Siaramela cũng cho rằng, Mỹ luôn định nghĩa mục tiêu chiến lược của mình là một Ukraine dân chủ, thịnh vượng, nằm trong châu Âu và được đảm bảo an ninh. Mỹ và các đồng minh sẽ cần đầu tư dài hạn để giúp Ukraine có thể giữ vững phòng tuyến và thay đổi tình thế trên chiến trường. Tuy nhiên, đây vẫn là một viễn cảnh bấp bênh khi Nga đang tăng cường nhiều hơn nữa các chiến thuật bổ sung để đối phó với những thay đổi của Ukraine trên mặt trận. Các chuyên gia cho rằng, nếu muốn đảo ngược tình thế, giới lãnh đạo phương Tây cần thực sự tập trung vào việc đưa Ukraine tham gia vào các cấu trúc của châu Âu và an ninh xuyên đại Tây Dương. Trước mắt là gia nhập Liên minh châu Âu-EU. Tuy nhiên, khả năng Ukraine gia nhập dường như vẫn xa vời bởi EU vẫn do dự về cuộc chiến Nga-Ukraine chưa kết thúc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết, ông không thể dự đoán được ông Donald Trump sẽ làm gì nếu tái đắc cử Tổng thống vào tháng 11 tới đây. Cuộc bầu cử tại Mỹ đang khiến cả thế giới mong đợi. Không chỉ riêng người Mỹ, mà cả ở châu Âu, Trung Đông và Thái Bình Dương, thậm chí ngay cả Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cũng đang chờ đợi đến tháng 11, khi vị Tổng thống tiếp theo của Mỹ sẽ lộ diện. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngày 9 tháng 7, Tổng thống Ukraine bày tỏ hy vọng nếu đắc cử, ông Trump sẽ không rời bỏ Liên minh quân sự 75 tuổi này, và Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong việc bảo vệ đất nước. Tôi không đoán trước được ai sẽ là Tổng thống Mỹ. Vâng, thú thực là như vậy. Nhưng dù kết quả như thế nào, tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ không bao giờ rời khỏi NATO. NATO cần Mỹ. Đó là sự thật không thể chối cãi. Nếu phần thắng thuộc về Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 tới đây, tôi mong rằng chính sách của ông ấy với Ukraine sẽ không thay đổi. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Zelensky thừa nhận ông lo ngại nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, bởi vì ông Trump hoàn toàn có thể cắt nguồn viện trợ vũ khí và tài chính cho Kiev, khiến Ukraine chịu thất bại quân sự trước Nga. Kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine nổ ra vào năm 2022, ông Trump liên tục chỉ trích quy mô hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Vào ngày 25 tháng 6, Keith Kellogg và Fred Fleece, hai cố vấn chủ chốt của ông Trump, đã trình bày bản kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong trường hợp ông Trump giành thắng lợi trong cuộc chạy đua trở lại Nhà Trắng. Kế hoạch này tuyên bố rằng Ukraine sẽ chỉ nhận được thêm vũ khí của Mỹ nếu tham gia đàm phán hòa bình và cảnh báo Liên bang Nga rằng bất kỳ sự từ chối đàm phán nào sẽ dẫn đến việc Washington tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Đây có thể coi là kế hoạch chi tiết nhất từ trước đến nay từ các cộng sự của cựu Tổng thống Mỹ sau nhiều lần ông Trump tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho rằng những điều kiện trên là vô lý
đồng thời nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến với Reuters vào tháng 6 rằng mọi kế hoạch chấm dứt chiến tranh với Liên bang Nga đều phải dựa trên luật pháp quốc tế và hòa bình. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã ký thỏa thuận an ninh song phương, đồng thời tuyên bố thành lập quân đoàn Ukraine tại Ba Lan. Thỏa thuận an ninh song phương được lãnh đạo Ba Lan và Ukraine ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Ba Lan của nhà lãnh đạo Ukraine ngày 8 tháng 7 vừa qua. Theo thỏa thuận được ký kết, Ba Lan sẽ cung cấp thêm cho Ukraine các gói hỗ trợ quân sự và cam kết tiếp tục ủng hộ nước này trong thời hạn 10 năm, đồng thời tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Hai nước cũng sẽ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phi quân sự như tình báo, an ninh mạng, an ninh thông tin và hàng hải, bảo vệ hạ tầng trọng yếu. Ngoài ra, thỏa thuận an ninh giữa Ukraine và Ba Lan quy định rằng chính phủ Ba Lan sẽ bắt đầu khuyến khích người dân Ukraine trở về nước để phục vụ trong lực lượng vũ trang. Đáng chú ý, thỏa thuận còn đề cập việc thành lập một đơn vị tình nguyện mới, quân đoàn Ukraine trên lãnh thổ Ba Lan, bao gồm những người Ukraine sống tại châu Âu. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, quân đoàn Ukraine sẽ huấn luyện tại Ba Lan và được trang bị với sự trợ giúp từ các đối tác. Mọi công dân Ukraine quyết định gia nhập đơn vị đều có thể ký hợp đồng với lực lượng vũ trang Ukraine, trong khi những người sống ở các quốc gia khác, không chỉ ở Ba Lan, đều sẽ có thể tham gia vào quá trình huấn luyện. Ngoài việc ký kết thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine, Thủ tướng Ba Lan cho biết nước này cũng đang thảo luận về cách cung cấp năng lượng cho Ukraine trước khi mùa đông tới. Thỏa thuận với Ba Lan là thỏa thuận an ninh thứ 21 mà Ukraine đã ký kết với các quốc gia và khối, trong đó có Anh, Pháp, Đức. Giới phân tích cho rằng, thỏa thuận an ninh với cam kết tăng cường viện trợ quân sự của Ba Lan cho Ukraine chỉ khiến xung đột Nga-Ukraine kéo dài, khó có thể giúp Ukraine thay đổi tình thế trên chiến trường. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 9 tháng 7 đã có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhân dịp thượng đỉnh NATO ở thủ đô Washington, Mỹ. NATO coi chiến thắng của Nga ở Ukraine là cái giá phải trả và rủi ro lớn nhất, bởi kết quả của cuộc xung đột này sẽ định hình an ninh toàn cầu trong nhiều thập kỷ. Cái giá phải trả và rủi ro lớn nhất sẽ là việc Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Not only would it embolden President Putin, it would also embolden other authoritarian leaders. Kết quả của cuộc xung đột này sẽ định hình an ninh toàn cầu trong nhiều thập kỷ. Thực tế, cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy không chỉ các kho vũ khí đang quá nhỏ và khả năng sản xuất quá ít, mà còn cho thấy những khoảng trống nghiêm trọng trong khả năng tương tác của chúng ta. Minh chứng rõ nhất là lữ đoàn Đức và Hà Lan. Ý tưởng được đưa ra là lữ đoàn này sẽ hoạt động cùng nhau, nhưng thực tế là đạn pháo tiêu chuẩn cỡ nòng 155 ly mà Hà Lan sở hữu không thể được sử dụng trong các lựu pháo của Đức và ngược lại. Đó là sự đối lập với khả năng tương tác. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington và các đồng minh sẽ chuyển giao thêm 5 hệ thống phòng không chiến lược cho Ukraine. Ngoài ra, trong những tháng tới, Mỹ và đối tác sẽ cung cấp cho Ukraine thêm hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật. Hai bên cũng thảo luận các quyết định quan trọng lãnh đạo các nước thành viên NATO sẽ đưa ra tại thượng đỉnh năm nay, bao gồm việc thực hiện kế hoạch củng cố phòng thủ tập thể lớn nhất từ trước tới nay, cũng như thông qua cam kết mở rộng năng lực công nghiệp của NATO nhằm ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai. Hai bên cũng hoan nghênh tiến triển đạt được trong chia sẻ gánh nặng tài chính, với hơn 2/3 các nước thành viên đáp ứng yêu cầu sử dụng 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng. Ngoại trưởng Mỹ và Tổng thư ký NATO cũng thảo luận về các quyết định được kỳ vọng tại cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine vào ngày 11 tháng 7, qua đó tạo cầu nối cho Ukraine hướng tới quy chế thành viên của NATO. Giới chức Mỹ cho biết bão Beryl hoành hành ở khu vực Nam Texas cho đến nay đã làm ít nhất 8 người thiệt mạng và khiến cho gần 3 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh rơi vào cảnh mất điện. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn tuyên bố thảm họa lớn do bão Beryl. Các cơ quan chức cho biết 7 người đã thiệt mạng tại các hạt Harris và Montgomery của Texas, trong khi một trường hợp tử vong được xác nhận tại Louisiana. Theo trang theo dõi chuyến bay flyaway.com, hơn 1.100 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay chính của Houston.
Trong khi đó, khoảng 2,3 triệu khách hàng ở Texas đã bị mất điện. Hiện bão Beryl đã hạ cấp từ bão cấp 1 xuống thành áp thấp nhiệt đới. Cơn bão dự kiến sẽ di chuyển từ Arkansas sang Michigan trong tuần này. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, lũ quét và mưa lớn vẫn đặt ra nhiều nguy cơ. Trong khi các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, thì người dân ở dải Gaza, đặc biệt là trẻ em, đang phải đối mặt với nạn đói và suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Không có nơi nào là an toàn giữa lúc cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza ngày càng trở nên phức tạp. Trong bối cảnh xung đột kéo dài, người dân nơi đây đang rất cần tới những khoản lương thực viện trợ để tránh nguy cơ xảy ra nạn đói. Cơ quan y tế Gaza thông báo ít nhất 33 trẻ em đã chết vì suy dinh dưỡng, hầu hết ở các khu vực phía Bắc, nơi gần đây phải đối mặt với chiến dịch quân sự mà Israel phát động sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 ở miền Nam Israel. Kể từ đầu tháng 5, cuộc chiến đã lan sang miền Nam dải Gaza, ảnh hưởng đến việc chuyển hàng viện trợ vào vùng đất này trong bối cảnh Israel hạn chế. Ở phía Bắc dải Gaza, nơi nạn đói ngày càng lan rộng, người dân Palestine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu rau củ, trái cây và thịt cá trầm trọng. Các quan chức chính quyền Palestine và nhân viên viện trợ quốc tế cho biết, cuối tháng 5 vừa qua, quân đội Israel đã dỡ bỏ lệnh cấm bán thực phẩm tươi sống cho Gaza từ Israel và bờ Tây. Điều này có nghĩa là người dân ở Gaza hiện nay chỉ sống sót nhờ vào bánh mì. Con trai tôi đã bị suy dinh dưỡng do chiến tranh, do phải ăn đồ hộp quá nhiều. Trước chiến tranh, cháu ăn đủ thứ, thịt, trứng các loại. Bây giờ đồ gì cũng lên giá hoặc là thiếu thốn. Cháu đã phải nhập viện và sức khỏe mỗi ngày càng xấu đi. Thật đau lòng khi nhìn thấy con tôi nằm ở đó chết dần vì suy dinh dưỡng, vì chiến tranh, các tuyến đường đóng cửa và nguồn nước bị ô nhiễm. Trong tuyên bố hôm 9 tháng 7, nhóm 11 chuyên gia nhân quyền đã thông tin về trường hợp 3 trẻ em 13, 9 tuổi và 6 tháng tuổi đã tử vong do suy dinh dưỡng ở khu vực phía nam thành phố Khan Yunis và khu vực trung tâm Deir Abala kể từ cuối tháng 5. Được biết là người dân Gaza đã tháo chạy theo nhiều hướng trong khi không biết con đường nào có thể an toàn nhất. Người dân phải gấp rút di rời dưới sự bắn phá của hỏa lực. Chính vì thế rất ít người trong số họ có thể kịp lấy và mang theo tài sản của mình. Với cái chết của những đứa trẻ này vì đói mặc dù được điều trị y tế ở miền Trung Gaza, không còn nghi ngờ gì nữa, nạn đói đã mở rộng từ miền Bắc Gaza đến miền Trung và miền Nam Gaza. Trên 495.000 người trên khắp dải Gaza, tương đương với 20% dân số của vùng đất này, đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng nhất, hay còn gọi là thảm họa. Trong khi đó, thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, hơn 8.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở Gaza đã được chẩn đoán và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính, trong đó có 1.600 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng.